Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ten Hag mang trung vệ xuất sắc thế giới về MU. Xác nhận lý do khiến Haaland từ chối đến MU. 100% MU sắp hoàn tất thương vụ được lần vay. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đoán xem. 100% MU chuẩn bị hoàn tất thương vụ Declan Rice. Quỷ đỏ đã đi đến bước cuối cùng để chiêu mộ tiền vệ Declan Rice. Sau khi West Ham hết giá tiền vệ Declan Rice 150 triệu bảng Anh, Liverpool và Chelsea được cho là đã từ bỏ cuộc chơi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn một mình Man United theo đuổi thương vụ này. Tuy nhiên, theo ESPN, đội chủ sân Old Trafford vẫn sẽ quyết tâm chiêu mộ Declan Rice bất chấp mức giá ngất ngường mà The Hammers yêu cầu. Với việc đơn thân độc mã trong cuộc đua tới chữ ký của cầu thủ 23 tuổi, MU đang rất tự tin sẽ sớm sở hữu được Declan Rice. Theo tờ Manchester Evening News, nửa đỏ thành Manchester có thể là người giành lợi thế trong cuộc chạy đua chữ ký của tiền vệ 23 tuổi này trước những đối thủ hàng đầu khác như Chelsea hay Man City. Đáng chú ý, Declan Rice là ưu tiên hàng đầu dù có giá hơn 100 triệu bảng. Thậm chí huấn luyện viên David Moyes của West Ham khẳng định đội bóng thành London không bán đi tiền vệ người Anh với giá thấp hơn 150 triệu bảng. Mới nhất, nhà báo Dan Jones khẳng định 100% MU muốn có Declan Rice, nhưng định giá mà West Ham dành cho cậu ấy là một trở ngại ở thời điểm này, vì điều đó sẽ thổi bay toàn bộ ngân sách của họ cho mùa hè. Rondo mang tin vui tới cho MU. Động thái mới nhất của Rondo cho thấy khả năng cao anh sẽ tiếp tục gắn bó với MU ở mùa giải tới, bất chấp việc quỷ đỏ không được dự C1 mùa giải 2021-22. Theo đó, mẫu áo đấu của Man United trong mùa giải 2022-23 mới đây đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Rondo chính là gương mặt đại diện khoác lên mình cả 3 phiên bản phục trang của quỷ đỏ mùa tới. Thông thường, các cầu thủ giờ câu lạc bộ hiếm khi được chọn để làm hình ảnh đại diện cho mẫu áo mùa mới. Do đó có thể tin rằng Rondo sẽ gắn bó với MU thêm ít nhất 1 năm hoặc lâu hơn. Ten Hag mang trung vệ xuất sắc thế giới về MU. Chuyên gia chuyển nhượng Romano đưa tin rằng Man United không có kế hoạch ưu tiên nâng cấp vị trí thủ môn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Romano khẳng định, huấn luyện viên Ten Hag sẽ tập trung củng cố 4 vị trí khác. Hàng thủ MU chưa không tốt. Mùa này họ thủng lưới tới 56 bàn sau 37 trận ở ngoại hạng Anh. Do đó, Man United muốn mang về một trung vệ chất lượng. Đây vốn là điểm yếu của MU suốt thời gian qua. Theo nhận định của chuyên gia người Ý, Conor Clancy, Man United liên hệ tới nhiều cái tên và một trong số đó là Kalidou Koulibaly. Anh là mục tiêu từ lâu của quỷ đỏ và thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Ten Hag cũng rất muốn ký hợp đồng với trung vệ xuất sắc thứ hai thế giới. Nhất, nguồn tin từ Sport Business khẳng định, Man United đã liên hệ đại diện Fally Ramadani của Koulibaly. Với việc trung vệ người Senegal chỉ còn 1 năm trong hợp đồng, quỷ đỏ có thể chi trả mức giá khoảng 30 triệu bảng. Phía Napoli từng định giá Koulibaly lên tới 100 triệu bảng. Tuy nhiên mức giá này không còn hợp lý bởi Koulibaly đã 31 tuổi và sắp đáo hạn hợp đồng. Mùa trước, Man United bỏ qua cơ hội chiêu mộ Koulibaly sau khi tiếp cận Raphael Varane. Hiện tại, họ tiếp tục theo đuổi Koulibaly để hoàn thiện chất lượng đội hình. Man United đồn 3 cầu thủ trẻ lên đội 1. Theo nguồn tin từ Manchester Evening News tiết lộ, huấn luyện viên Rangnick quyết định tạo cơ hội cho bộ 3 sao trẻ Alvaro Fernandez, Sola Sorothai và Tadej Mengi tham gia vào các buổi tập cùng đội 1 trong tuần này. Họ có thể được ra sân ở trận đấu cuối cùng tại ngoại hạng Anh với Crystal Palace. Trong số này, chỉ Fernandez là chưa ra mắt đội 1 quỷ đỏ, nhưng cậu nhóc được đánh giá là một trong những tài năng xuất sắc nhất tại học viện. Mới 19 tuổi, nhưng Fernandez lại ẵm giải cầu thủ U23 xuất sắc nhất mùa giải của MU. Bên cạnh đó, Sorothai từng trèo qua 4 lần ra sân cho đội 1. Sorothai xuất hiện trong trận gặp Real Sociedad năm ngoái, qua đó giúp chàng trai này trở thành cầu thủ Man United trẻ nhất ra sân cho câu lạc bộ ở đấu trường châu Âu. Mặt khác, Mengi đã trở lại Old Trafford vào đầu mùa giải này vì vấn đề chấn thương khiến việc du học của anh tại Birmingham City bị cắt ngắn. Đây là sự việc giống mùa giải vừa rồi khi Mengi từng gây ấn tượng ở derby dưới thầy Wayne Rooney, nhưng sớm trở lại câu lạc bộ vì chấn thương gân khoeo. Ten Hag muốn giữ huấn luyện viên phạt góc của MU. Theo tờ Telegraph, huấn luyện viên Erik Ten Hag mặc dù có một danh sách những công sự ông muốn mang tới MU, nhưng ông dự định giữ lại huấn luyện viên Eric Ramsey, người chuyên về công tác dàn xếp các bài tập về đá phạt cố định. Ramsey mùa này đã đến và làm việc cho MU theo lời mời của Ole Gunnar Solskjaer và được cho là có hiệu ứng tích cực liên quan tới việc chống thủng lưới từ các pha bóng chết.
xác nhận lý do khiến Haaland từ chối đến MU. Sau tất cả, Erling Haaland cũng đã đạt được thỏa thuận gia nhập Man City vào mùa hè tới, và tất nhiên đã có không ít câu lạc bộ lớn bị chân sút người Na Uy từ chối, điển hình như Man United. Viết trên The Telegraph, ký giả John Ducker đã xác nhận lý do khiến chân sút người Na Uy đưa ra quyết định này. Man United đã cố gắng nhưng không thể ký hợp đồng với Haaland từ Red Bull Salzburg vào tháng 1 năm 2020, mặc dù huấn luyện viên của họ khi đó là Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy rằng ông đã có một thỏa thuận với Haaland, cầu thủ mà ông từng quản lý tại Modé. Đội chủ sân Old Trafford muốn tiếp tục chiêu mộ Haaland với nỗ lực thứ hai vào mùa hè, nhưng họ đã bị loại bỏ vì tiền đạo này không cảm thấy Man United có thể phù hợp với tham vọng của anh ấy trên sân, với các nguồn tin thân cận với cầu thủ tiết lộ rằng họ đang theo đuổi một dự án thể thao. Cầu thủ MU chán tập, chê bai ban huấn luyện. MU tiếp tục lục đục nội bộ, nhiều cầu thủ còn thẳng thừng chỉ trích ban huấn luyện. Tờ The Sun của Anh đưa tin, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã buộc phải kết thúc buổi tập sớm vì có hai cầu thủ MU choảng nhau ngay trên sân. Sự việc nghiêm trọng khiến các thành viên khác trong đội bị sốc, choáng váng và phải ra sức can ngăn, tách hai cái đầu nóng ra xa nhau. Vào buổi chiều cùng ngày, tờ The Atlantic của Anh tiếp tục đưa một thông tin cho thấy phòng thay đồ của Quỷ Đỏ đang rất rối ren. Cụ thể, các cầu thủ MU đang tập luyện với tâm lý hoàn toàn không ổn. Một số cầu thủ đã chán tập luyện vì họ cho rằng những bài tập của hai trợ lý Chris Armas và Erwan Schott kém chất lượng so với giáo án tập luyện của Kieran McKenna hay Michael Carrick, hai trợ lý của Ole Gunnar Solskjaer. Thậm chí nhiều cầu thủ của đội bóng thành Manchester còn thẳng thừng chỉ trích ban huấn luyện. Nguồn tin của The Atlantic cho biết, mỗi cá nhân trong một tập thể đều cần phải biết công việc của họ và cả những người khác, nhưng ở MU thì không có điều đó. Hết tuần này đến tuần khác, họ không hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình nên họ thường xuyên viện lý do. The Atlantic cũng tiết lộ, Rangnick thường cho các cầu thủ nghỉ dài ngày. Ví dụ như khi Quỷ Đỏ thua Atlético Madrid và bị loại khỏi C1, 7 Quỷ Đỏ được nghỉ khoảng 9 đến 13 ngày. Trong quãng thời gian này, Rangnick đã đi nghỉ mát ở Barbados, một đảo quốc ở Caribe, và quay trở lại trung tâm tập luyện Carrington muộn hơn một ngày so với kế hoạch. Vì lý do này, các cầu thủ MU đã cảm thấy khó chịu khi phải tập luyện với Armas và Sharp mà không có sự xuất hiện của Rangnick. Thực tế, nhà cầm quân người Đức từ lâu đã không trực tiếp điều hành buổi tập của MU. Armas và Sharp là hai nhân vật thay Rangnick làm công việc này, còn giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher đóng vai trò hỗ trợ. Theo The Atlantic, fan MU hài lòng với cách làm việc đó, nhưng điều này lại không được lòng các cầu thủ MU. MU thưởng sao trẻ Garnacho. MU chuẩn bị thưởng sao trẻ 17 tuổi Alessandro Garnacho bằng một bản hợp đồng mới sau danh hiệu vừa đạt được. Garnacho đã giành được cầu thủ trẻ MU hay nhất mùa giải 2021-22. Cầu thủ này đã ghi 15 bàn cùng 6 pha kiến tạo, trong đó có cú đúp đội trẻ MU vô địch FA Youth Cup. Cầu thủ trẻ cánh gần đây được đun lên đội 1, ra mắt trong trận MU 1-0 Chelsea trong tháng 4. Theo Daily Mail, MU thấy rằng phải nhanh chóng thưởng cho Garnacho để giữ chặt tài năng này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.